Công ty cổ phần đầu tư địa ốc thành phố Hồ Chí Minh Cityland đã tổ chức lễ khởi công 3 block căn hộ cuối thuộc dự án căn hộ Cityland Park Hill tại khu đô thị kiểu mẫu Cityland Park Hill. Với đợt công bố lần thứ 3 này, Cityland đã ra mắt thị trường hơn 220 căn và chỉ trong 10 ngày đạt 90% số lượng căn hộ đã đặt chỗ thành công. Trong đó, có khá nhiều khách đặt trùng căn, chủ đầu tư phải giao dịch dựa trên thời gian đặt chỗ để lấy quyền ưu tiên. Khu đô thị Cityland Park Hill là sự kết hợp hoàn hảo của không gian sống xanh đẳng cấp và trải nghiệm cuộc sống thượng lưu mà các dự án khác khó có thể sánh được. Cư dân căn hộ được tận hưởng nhiều tầng tiện ích, từ tiện ích khu vực đa dạng đến khu căn hộ và đặc biệt là tiện ích của cả khu đô thị. Được quy hoạch trong khu đô thị kiểu mẫu Cityland Park Hill rộng 27 hectare với tổng vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng ngay trung tâm quận Gò Vấp, dự án căn hộ Cityland Park Hill luôn thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng trong mỗi đợt công bố sản phẩm ra thị trường. Mở bán block đầu tiên B1 vào quý 4 năm 2016, căn hộ Cityland Park Hill đã gây tiếng vang lớn khi đạt 100% giao dịch, tương đương 220 căn chỉ trong vòng 1 tháng. Đợt tiếp theo với 220 căn của block thứ 2 B5 được tung vào tháng 10 năm 2017 đã đạt hơn 90% giao dịch chỉ trong 10 ngày công bố.